diễn viên, ca sĩ Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Lý Hải và Minh Hà xin gửi lời chào và lời cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị và các bạn đã đến đây để cùng với Lý Hải cảm nhận một cái buổi ra mắt như thế này. Lý Hải không biết nói gì hơn là mong rằng nếu có chuyện gì sẽ xảy ra thì mọi người bỏ qua cho Lý Hải, bởi vì hôm nay cũng khá đông và Lý Hải từ hồi nãy giờ Lý Hải cảm thấy là mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người ở nhà mà để đón tiếp tất cả mọi người. Mọi người thông cảm cho Lý Hải ha. Một lần nữa thật lớn cho Lý Hải được không ạ? Có một điều mà Lý Hải ấp ủ rất là lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội để nói ra bên ngoài. Đó là Lý Hải muốn làm một điều gì đó cho gia đình mình, và đặc biệt là cho mẹ mình. Nhưng mà cuối cùng tới khoảnh khắc thì người mẹ cùng với các anh chị và các cháu được xuất hiện trước công chúng, và đặc biệt đi thăm đỏ đang thiếu bốn đứa con của Lý Hải. Xin mời ạ, bốn thiên thần của anh Lý Hải. Và các mọi người.